Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và trưa hôm nay thì Khải cũng tranh thủ ép event vừa ép event xong. Thì Khải sẽ hướng dẫn anh em cách ép event đơn giản với lại rồi Khải sẽ nghe event cho anh em xem. Ếch này cái bang của bạn mình nha anh em ơi. Ếch chính Khải thì đường môn Khải đang ra bán hay là Khải không bán được đường môn rồi. Đường môn đó chuẩn bị Khải sẽ thanh lý đường môn và Khải sẽ cho Ếch dõi đang nguyên. Và anh em ép event thì cũng đơn giản thôi anh em. Anh em sẽ mua cho mình đó là hộp quà mùng 8 tháng 3. Đây là event quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 anh em. Nên là chúng ta mua hộp này. Thường thường ở server Khải hiện tại bây giờ đây server Đại Thung Sơn. Open vào ngày 2 tháng 1 cách đây hơn 1 tháng trước. Thì đây là mùa event thứ 2 rồi. Là chúng ta sẽ chuẩn bị khoảng tầm 5 đến 6 ca hộp quà tháng 8 hộp quà mùng 8 tháng 3 là sẽ được đủ nguyên liệu anh em. Như đây thì Khải cũng đã ép xong rồi. Khải ép xong bó hồng tam sắc. Đây là event tiền vạn. Chỉ tốn 1 ca 5 vạn với lại một số event là đủ. Rồi còn bên này là bộ event tiền xu nha anh em. Để tí nữa Khải sẽ hướng dẫn anh em cụ thể hơn. Đây ok anh em nha. Nãy giờ Khải bận tí. Đây thì nói chung đơn giản thôi anh em. Nói chung là mình sẽ nếu mà hai bộ event như thế này thì anh em hãy chuẩn bị khoảng tầm 10k đến 11k hộp quà mùng 8 tháng 3 thì chắc chắn sẽ ép đủ được full hai bộ như thế này. Và đỡ ép thì chúng ta có hộp quà đúng không? Bây giờ chúng ta mở. Khải sẽ mở cho anh em xem và Khải sẽ ép vài cái cho anh em xem sơ qua. Tại vì cái này Khải đã ép sẵn 1k mỗi loại rồi. Đó. Anh em thấy chưa? Khải sẽ mở một thứ 10 cái đây. Đó, Khải sẽ có đủ là 3 bông hồng này, anh em thấy chưa? Chỉ cần nguyên liệu chúng ta chỉ cần 3 bông hồng này là đủ nha anh em. Anh em cùng xem sơ qua, Khải sẽ bật cái màn hình lên cho anh em nhìn sơ qua. Để anh em xem rõ hơn cái cách ép, cách thức ép như thế nào. Đây. Đây là event quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì anh em cũng đã xem thì server chúng ta đã mở ra event bắt đầu ngày sau bảo trì ngày 24 tháng 2 thì kết thúc sẽ kết thúc thì ngày nào thì trong này không ghi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngày này và kết thúc thì sẽ cùng ngày khảo nghiệm băng hội sẽ là kết thúc đua top băng hội sẽ kết thúc luôn nha anh em. Yêu cầu tất cả cửa sổ game update lại sẽ có phần thưởng phần ép event. Thì cái con nửa sơ ép của chúng ta thì anh em cũng xem trên màn hình của Khải thì đây là trung tâm tương dương 1.7200 đây. Đó, cái con nửa sơ thiệt to đứng giữa bằng tương dương trung tâm này anh em. Đó, nguyên liệu chúng ta thì từ cái hộp này ra. Đánh quái đến này nọ từ 7-89 lít thì trong những map này nó sẽ rớt cái hộp quà này. Và chúng ta mở ra chúng ta sẽ được ba cái nguyên liệu như thế này. Và ba nguyên liệu chính đỡ ép là cái này. Đó, không thể thiếu. Rồi mà đỡ ép mà event tiền vạn á thì chúng ta sẽ nhấn vào con nợ bờ sơ này. Chúng ta sẽ mua nợ cột hoi gì đây. Đây, một vạn 5 cho một cái. Khải sẽ mua 5 cái. Khải sẽ mua 5 cái cho em, một vạn 5 một cái. Khải ép 5 cái cho em xem. Đó, 5 cái này. Đây, nó có 5 cái được chưa. Rồi nếu mà anh em muốn ép event tiền xu thì đây. Thì chúng ta sẽ mua cái này là nơ cột hoa này, đó 1 vạn 5 này. Còn cái này là dây bó hoa, dây bó hoa chúng ta sẽ mua 7 xu ở nơ bờ sơ này luôn. Dây bó hoa, đây, dây bó hoa 7 xu. Khải sẽ mua 5 cái. Chúng ép thử cho anh em 5 cái, mỗi loại 5 cái cho em. Tại vì trên này khá là full rồi, đó, chúng ta cần 5 nguyên liệu chính như thế này. Và bây giờ thì anh em muốn ép thì nếu mà anh em ăn event thì nó sẽ ra cái sô cô la tình yêu nha anh em. Mấy cái này chúng ta đỡ đua top băng hội với lại đua top cá nhân, nước hoa tình yêu nữa. Hai cái vật phẩm này thì đỡ đua top băng hội với cá nhân nha anh em. Rồi khi xíu này ăn thì chúng ta sẽ có. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ép 5 cái một loại cho anh em xem. Bây giờ Khải sẽ ép bó hoa tam sắc. Bó hoa tam sắc nghĩa là event tiền vạn nha. Khải sẽ ép 5 cái bắt đầu ghép. Đó, nó sẽ cần hoa hồng đỏ, hồng xanh, hồng vàng, một nơ cục hoa. Nó đơn giản thôi. Khải có 5 cái, Khải ép 5 cái. Đó, anh em thấy 5 cái chưa? Đây. Rồi tiếp tục Khải sẽ ép 5 cái tiền xu cho anh em xem. Bó hoa ngũ sắc. Khải sẽ bắt đầu ghép và nhấn số lượng 5 cái vì Khải chỉ mua 5 cái xu thôi. Đó, anh em thấy chưa? Bây giờ Khải đã có cho mình là 1005 cái. Đó. Nói chung ép cũng đơn giản thôi anh em. Bây giờ thì đến vào cái vấn đề chú tâm nhất đó là anh event. Khải sẽ cho event cho anh em xem và phần thưởng như thế nào. Vừa rồi Khải ép mà Khải không bật cho anh em xem đúng không. Đây để từ từ nha. Ép thì đơn giản như thế này thôi. Anh em nhìn xem sơ qua công thức để Khải ép cho anh em xem nha. Đây, Khải sẽ bật qua công thức này là công thức bó hoa tam, bó hồng tam sắc. Là dùng tiền vạn để ép anh em. Còn phía dưới này là bó hồng ngũ sắc sẽ dùng tiền xu. Khải sẽ ép cho anh em mỗi loại 5 cái lại cho anh em xem nha. Vừa rồi Khải có ép nhưng mà Khải không có chuyển màn hình nữa. Ok, Khải sẽ mua mỗi loại 5 cái cho anh em xem. Từ từ được Khải mở ra cái này cái hộp quà đó. Này Khải đã ép rồi. Khải sẽ mở mỗi loại 5 cái cho anh em xem nha. Khải kiếm khoảng một loại 2 cái thôi, không cần nhiều. Đây, Khải đang có một loại 2 cái đúng không? Đó, Khải sẽ mua này. Mua nơ... mua hai cái nơ này, đây là tiền vạn này, event tiền vạn này, đó, Khải sẽ mua hai cái bó dây bó hoa,
ta để vừa tiền xu tốn 14 xu này. Đấy, bây giờ Khải sẽ ép cho anh em xem. Nãy Khải ép 5 cái một loại mà Khải không có bật cho anh em. Bây giờ đây, trước khi ép chúng ta sẽ nhấn vào bó hồng tam sắc. Khải sẽ có cho mình đó là 2 cái. Đây là even tiền vạn. Đấy, nó sẽ nhảy lên 7 được chưa. Tiền xu, đó là bó hồng ngũ sắc. Khải ép cho anh em một loại 2 cái. Tại vì Khải mua có 2 cái rồi đó, nhảy lên 7. Đơn giản thôi anh em. Nói chung là vừa rồi Khải ép nhưng mà giờ ép lại cho anh em xem đó. Rồi ok, đỡ khỏi chặt rương thì Khải sẽ bỏ bớt cái này vô trong. Ba cái hộp quà này thì không cần dùng đến nữa rồi, ép được full rồi. Đó, Khải chỉ cầm mỗi loại 1.000, Khải sẽ anh Nguyễn Vân cho anh em xem rồi. Ok, trước khi anh Nguyễn Vân thì Khải sẽ anh may mắn vào. Anh may mắn nha, đó Khải đi lên thành khả nào đẹp đẹp thấy nè. Khải qua phương tường đi, đường đông nha. Ok, đây là phần quan trọng và rất là nhiều anh em chờ đợi xem thử mùa event này nó sẽ rớt cái gì và những món quà như thế nào thì Khải sẽ show cho anh em xem. Trước khi anh Nguyễn Vân, Khải sẽ anh quá tử may mắn các kiểu cho luôn. Đây, một bình quá tử này. Đó, một bình thiên sơn này, bình thiên thổ lộ luôn. Thiên thổ lộ anh có trong người luôn rồi. Đây, bây giờ thì đây là event, một bên là event tiền vạn là bó hồng tam sắc là tiền vạn, còn ngũ sắc là tiền xu nha anh em. Và đợi xem event chúng ta ra những vật phẩm gì, Khải sẽ xong hình cho anh em xem sơ qua một lần nữa. Và chúng ta sẽ bắt đầu ăn. Đây anh em cùng trở lại với những vật phẩm ăn từ event tiền vạn, đó là bó hồng tam sắc. Chúng ta mỗi cái chúng ta sẽ được 700 kinh nghiệm, 1.000 cái thì chúng ta sẽ được khoảng 700k kinh nghiệm. Và sau khi đặt móc 250 cái ra được dùng lệnh bài boss luôn nè anh em. Đó, anh lệnh bài anh event show ra event tiền vạn ra lệnh bài boss luôn nè. Rồi sau khi anh đặt móc 250 cái thì chúng ta sẽ được 5 triệu này, 30 cái nộp event này, nộp vào đua top event này, 500 cái sẽ được 10 triệu và mỗi loại 30. 500 cái sẽ được 10 triệu và mỗi loại 30. Và 1.000 cái thì đặt móc chúng ta sẽ được 15 triệu và mỗi loại 30 cái để đua top. Đó, đó là event tiền vạn. Còn event tiền xu chúng ta sẽ anh nó là bó hồng ngũ sắc. Một cái chúng ta sẽ được 1 triệu 2 kinh nghiệm, khá là nhiều. Nếu anh full chúng ta sẽ được 1 tỷ 200 kinh nghiệm, quá chất. Và khi sau khi anh thì chúng ta có thể ra được lệnh bài boss xanh này, Hồng Minh Thạch này, nhẫn vàng 8/3, nhẫn này dùng đỡ tăng điểm 5 điểm kỹ năng. 5 điểm tiềm năng, nó giống như là tại vì kênh anh em. Nhưng mà nó yêu cầu là mỗi người chúng ta chỉ được sử dụng 2 cái thôi, 2 cái nhẫn này thôi. Và nhẫn phía dưới là nhẫn bạc, một cái nhẫn vàng, cái nhẫn bạc. Đó. Nhẫn bạc thì sẽ là một điểm kỹ năng cũng có sự võ lâm mật tịch anh em. Mà event này chúng ta sẽ mỗi người được 2 cái. Và tiếp đến chúng ta có lệnh bài này, mấy cái này chiến cổ phi tốc để hỗ trợ cho tống kim này. Rồi sẽ có đại lực lỡ bao, phi tốc lỡ bao, thì tinh hồng, lỡ bao bí kíp, phúc duyên, thiết là hán đỡ cánh có kinh nghiệm này, bàn nhiệt tâm kinh giả bức ca, sư giang đồ đỡ làm giả tẩu, sư đồ giang hồ làm giả tẩu, thiên thổ lộ x2 này, thiên lộ đặc biệt 8 tiếng này, thiên trì này dùng được mở vào rương giả tẩu này, quá tử thiên sơn lệnh bài phong độ. Ok hết rồi, sau khi đặt móc 250 chúng ta sẽ được 10 triệu và mỗi loại 30 đỡ đu tốt, 500 cái sẽ được 15 triệu và mỗi loại 30 sô cô la tình yêu và 30 nước hoa đỡ đu tốt, 750 cái thì sẽ được 20 triệu và mỗi loại 30 đỡ đu tốt vật phẩm ban hội và cá nhân. Và sau khi đặc biệt nhất đó là phần móc 1.000. Móc 1.000 thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng móc 25 triệu kinh nghiệm và một vòng sáng siêu đẹp 200 sinh lực, hạn sử dụng 20 ngày và gồm 30 sô cô la tình yêu và 30 nước hoa đã đu tốt và một thẻ trưởng giới. Có hay không luôn nè, cái này hên xui nha, cái này hên xui nha. Đem lưu ý vấn đề này. Thẻ trưởng giới là chúng ta có thể chuyển thành nam thành nữ và nữ thành nam anh em. Rồi chúng ta sẽ được ngẫu nhiên một trong hai phần thưởng sau đây, đó là tiếp tinh kháng cả năm hoặc là tuyết hòa tinh đỡ sinh lực 200, hạn sử dụng 20 ngày. Và ngẫu nhiên chính thức sẽ được một con ngựa 8x, hạn sử dụng 15 ngày mà không biết ngựa gì. Trong này đỡ hình chiếu dạ, nhưng mà trong này đỡ là ngựa ngẫu nhiên nha anh em. Và một cái nhắc kỹ càng không phù 10 ngày và mật tịch cao cấp. Mật tịch cao cấp từ 1 đến quyển 5. Anh em nhìn sơ qua đó, nếu mà mật tịch thì 1 quyển 5 thì chúng ta nhìn có thể sơ qua thì nó sẽ có từng cái cấp độ của nó. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại màn hình và chúng ta sẽ bắt đầu ăn event để anh em khỏi chờ đợi lâu nha. Anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like, một share video thôi. Ok, trước mắt chúng ta sẽ cánh cái event tiền vạn trước nha anh em. Vô. Ok, bỏ phím 1 được không? Ok, được luôn. Cố gắng ra khoảng 10 lần bài xem bot lại. Ôi, hơn hai mấy cái chưa được gì anh em, vẫn chỉ được kinh nghiệm thôi. Vô. Vẫn chưa được gì. Ra ngồi chơi một xíu ạ. Vẫn chưa được gì nè. Ôi, ạc này chưa có. Chưa. Vẫn chưa được gì nha. Vẫn chưa được cái gì. Vẫn chưa được lệnh bài boss nào. 30 sô-cô-la, 30 nước hoa. Gần 500 cái rồi, ôi, một lệnh bài boss.
một lệnh bài boss rồi. Lệnh bài này hiện tại server đang bán khoảng giá 300 xu hai lệnh bài. Còn thơm. Hai lệnh bài boss rồi, cố gắng 4 cái rồi. Không là nói. 90 mỗi loại đồ tốt. Hai lệnh bài boss mới 2 thôi em ơi. Ôi, hai lệnh bài boss thôi em, với lại mỗi loại 120 cái đồ tốt. Và bây giờ tiếp tục anh Evan tiền xu em ơi. Evan tiền xu là một trong những Evan khá là nhiều đồ, anh em cùng xem sơ qua nha. Vô 1 2, một cái trống này, một trống chiến cổ, hai trống chiến cổ, lệnh bài phi tóc. Vô 1 lệnh bài boss rồi, một hố minh thạch ngon, một hộp lỡ bao, một tinh hồng, một thị tinh, một đại, một thị tinh tiếp tục, một lệnh bài boss, một thị tinh, đại lực lỡ bao, phi tóc lỡ bao, ngon. Hai lệnh bài boss, ba lệnh bài boss rồi, xem được gì đấy. Ốc cấp, một tinh hồng, thiết là hán, một lệnh bài boss nữa, tiếp tục 5 lệnh bài boss rồi, 7 cái, một nhẫn, ok, ngon. Một nhẫn em cố gắng kiếm hai cặp nhẫn lại. Cái này cũng hên xui lắm em, không phải ai cũng muốn được nhẫn này ra đâu em. Cặp nhẫn này đang server bán cũng khá là cao ấy. Nhẫn này là nhẫn tiềm năng. Còn 300 mấy cái thôi em ơi, gần hết rồi. Kiếm cặp nhẫn nào, thiếu cái nhẫn nữa nè em. Ôi, coi như full rương rồi. Vô có cặp bớt đồ nè em. Rồi, còn 350 cái. Lệnh bài boss 2, 4, 6, 7, 7 cái, 8 cái nè. Khai cho cặp bớt vô rương để khỏi chặt rương nè. 3 cái hộp lỡ bao đại lực các kiểu nè. Đó. Cái này nó chặt rương nè. Đấy. Bài phong độ nè. Quá tử, cái mấy cái này để yên một chỗ nè. Lệnh bài boss nè. Đấy. Đại lực phi tóc nè. Một là ba bí kíp, quá thơm nhỉ. Rồi, cái này ba cái tiền thông lộ bỏ trong nè. Lệnh bài boss nè. Đấy. Thiên sơn bỏ luôn nè, chặt rương nè. Thì tinh hồng bỏ vô luôn. Được hai cục tinh hồng, hai cục thì tinh rồi. Ui, ba hố minh thạch, trời ơi, hố minh thạch nhiều ngon. Hố minh thạch đang bán có giá anh em. Hố minh thạch đang bán có giá anh em. Rồi, quá chắc rồi. Cắt cái 50 chiến cổ nè, đưa cái này xuống nè. 150 đua tốt nè, 180 chứ. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp tục, sợ khỏi bị phun rương. Kiếm cái nhẫn nữa coi, một bộ coi. Một bộ nhẫn cũng được anh em. Một bộ nhẫn coi. 300 mấy rồi anh em ơi. Còn 300 mấy cái nữa thôi. 700 mấy cái còn 300 thôi. Bum bum. Một sư đồ. Sư đồ. Tiếp tục. Nhẫn nào. Một cặp thiên thảo lộ. Hai bình thiên thảo lộ 8 tiếng. Quá ngon. Nhẫn. Như đây. Thiết là hát nữa. Phi tốc. Nhẫn. Kiếm một nhẫn nữa đủ bộ nào. Đang nhấp từ cho nó hấp dẫn nè. Nhấn. Rồi, một bộ đó, thấy chưa, biết ngay anh em, kiếm một bộ ngay. Rồi, một bộ nhẫn quá đẹp anh em ơi. Hình là có khi được hai bộ nha anh em. Hình có khi được hai bộ nha anh em. Gần rồi. Còn 100 mấy chục cái thôi anh em ơi. Đỡ bao. Ba thiết là hắn. Cánh đi. Bằng nhược. Cánh thiết là hắn luôn. Còn chín mấy cái thôi. Một chiến tinh hồng. Một bộ nhẫn nào. Đấy, thiệt là hắn nữa. Thiệt là hắn thì cánh luôn. Như đây. Bằng nhược thâm kinh. Ôi, gần hết rồi. Bằng nhược thâm kinh. Gần hết rồi nè. Nào rất là ngồi em. Bốn hố minh thạch rồi. Đó, dòng sáng siêu đẹp anh em, tăng 200 sinh lực. Cái này thêm 200 sinh lực nữa, ok. Bỏ vô luôn. Một gì đây? Một bí tịch cấp 107 sử dụng, một cái nhất kỹ 10 ngày, quá chất. Còn chiếu dạ luôn nha anh em. Ok. Chiếu dạ luôn nha anh em, chiếu dạ 15 ngày. Đó, quá chất luôn. Rồi, ngon. Này kiểu này lên hạng rồi, anh up hơn một cấp mấy anh em. Hơn một cấp mấy.
Rồi, hãy xin chuyển thành cho nó up hạng này. Ơi, xe vẫn chưa up hạng được. Tính ra được 2, 4, 6, 8 lần bài boss. Ủa ngon anh em. 8 lần bài boss thu lại gần gần 2 kim hơn rồi. Rồi cặp nhẫn này hơn 2 kim nữa. 4 kim. 4 kim tính ra anh đâu lỗ đâu ta. Anh không lỗ anh em ơi. Anh không lỗ bao nhiêu cả. Tinh hồng có thật các kiểu nữa này anh em. Lời chứ không có lỗ nha. Được lời kinh nghiệm anh em. Lỡ 3 bí kíp hiện tại server đang mua khoảng 300 xu này. Còn cái này cũng ngon nè. Đỡ hết ông rương này, ông bạn cũng làm gì cũng làm nè. Còn dưới dạ nè. Thì nó lỗ bỏ nó ngồi nè. Lên bài bót bó trong nè. Quá chắc quá chắc. Mức độ xin ba cái này làm gia tẩu. Con lôi có rồi. Bỏ đây chặt luôn. Rồi, ok. Bài bot này. Được mơ lách đánh con kim nữa cũng ngon em. Rồi, hộp em vẫn được. Sư đồ này, cặp nhẫn này. À, cặp nhẫn này. Hóng binh này. Quá tiểu này. Mật tịch, bí tịch này. Món này bán có tiền này anh em. Bán tiền sẽ bong một góc nữa. Ông nghiên cứu ông bán này. Món cái này may mắn đó nó ngói luôn này. Quá tiểu này. Đây nè. Đó. Viên tướng như tinh này. Đấy. Bạn nhiều không nói. Rồi ok. Xong. Nói chung anh Evan không có lỗ nè em ơi. Tính ra có 7 kim thôi. Tính ra Evan tiền sâu 7 kim thôi. Tính ra được một cái này hơn 1 kim này. Cặp này được 3 kim hơn 3 kim này. Cuốn này nữa. Với mớ bot này nữa. Tính ra mấy như tình hồng nữa. Tính ra không có lỗ bao nhiêu. Được kinh nghiệm anh em ơi. Được kinh nghiệm quá chắc. Không lỗ. Không có lỗ. Anh Evan không lỗ nha em. Anh em thử bán ngược lại vô tư nha em. Hôm bình thạch này 4 cục này anh em bán có thể được hơn 2 kim rồi nè. Đó. 2 kim này. Cả tính sơ nè. 4 hóng binh 2 kim này. Rồi cái nhất kỹ con không phù đây khoảng 1 kim là 3 kim. 3 kim với cặp nhẫn này là cặp nhẫn này gần gần phải cho 3 kim đi. Rẻ rẻ 3 kim 6 kim. Ôi gỡ vốn rồi. Có một tịch này hơn kim là 7 kim gỡ vốn nha anh em. Chưa tính boss nữa, tính ra lời ấy không lỗ đâu. Lời được mấy cục tinh hồng này, thì tinh này. Lời được 3 tinh hồng và 3 thì tinh và một mớ thuốc lắc. Đó, như lại ít tiền xu khoảng lời khoảng 6 cái lệnh bài boss, 8 lệnh bài boss. Ngon ngon ngon. Được kinh nghiệm quá chắc anh em, đau lỗ đâu. Được dòng Evan rồi các kiểu đẹp nữa. Đó. Hiện tại bây giờ chưa cập nhật hàng. Ok, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ video này giúp Khải nha anh em ơi. Nói chung Evan cách hướng dẫn anh em Evan và anh Evan cho anh em xem thì video này cũng đã kết thúc tại đây. Và chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye anh em.